Chiều ngày 4 tháng 9 năm 2015, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Kim Nguyệt, sinh năm 1953, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại khu vực chợ Bà Châu, đường Nguyễn Huệ khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, lợi dụng trong lúc chị Hồ Thị Thiện Đức, ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phu Đông, thành phố Sa Đéc, đang mua đồ trong chợ, đối tượng Nguyệt tiếp cận và móc túi lấy đi số tiền 8.250.000 đồng. Bị phát hiện, đối tượng này bỏ chạy vào con hẻm gần đó, nhưng đã bị nhiều người dân truy đuổi theo về bắt và giao cho công an xử lý. Qua làm việc, đối tượng Nguyệt khai nhận đã đón xe buýt từ thành phố Vĩnh Long đến thành phố Sa Đéc, trà trộn vào chợ móc túi. Công an thành phố đã thu hồi số tiền 8.250.000 đồng, đồng thời tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Nguyệt để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.